cảnh sát Đức vừa chặn bắt 3 xe hơi chở 17 người Việt từ Đông Âu và nhập cư trái phép vào nước này. Ba chiếc xe đã chở người Việt nhập cư lậu bị phát hiện khi cảnh sát liên bang Đức tiến hành một cuộc kiểm tra an ninh trên đường cao tốc A17 thành phố Dresden vào ngày hôm qua. Vào lúc 4 giờ 50 phút chiều giờ của Đức, tại bãi đậu xe Am Hedendorf thì cảnh sát đã chặn một chiếc xe mang biển số của Séc do tài xế người Ukraine 31 tuổi điều khiển. Trên xe họ phát hiện hai người Việt ở sau cái cốp xe và năm người khác ngồi trên băng ghế và một tiếng đồng hồ sau đó, lại một chiếc xe khác chở năm người Việt không có giấy tờ hợp pháp tiếp tục bị chặn bắt. Tài xế 22 tuổi, người Hungary cũng đã bị bắt ngay tại chỗ. Đến 12 giờ đêm cùng ngày, thì giới chức trách lại phát hiện thêm 5 người Việt khác nữa khi kiểm tra một chiếc VW do tài xế người Ukraine, 47 tuổi, điều khiển. Hai người đàn ông và ba phụ nữ Việt đều không có giấy tờ nhập cư. Cảnh sát liên bang đang điều tra những kẻ buôn người đứng sau các vụ nhập cư lậu này và hiện chưa rõ ba chiếc xe bị bắt có liên quan đến nhau hay không sự việc gây chú ý sau vụ 39 người di cư được phát hiện chết trên xe container sau khi từ bỉ vào đến anh vào rạng sáng ngày 23 tháng 10, các cơ quan chức năng từ phía Việt Nam uh, theo thông tin từ giới truyền thông là cũng đang tích cực phối hợp với giới chức trách Anh để xác minh danh tính và quốc tịch của các nạn nhân này. Sau khi hàng chục gia đình ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trình báo là có con mất tích cùng thời điểm tại châu Âu, Đức là một trong những cái điểm đến của nhiều người Việt nhập cư bất hợp pháp và đi qua các nước Đông Âu nằm trong khối Schengen là cái tuyến đường vượt biên tới Đức phổ biến nhất được các đường dây buôn người hay sử dụng. Năm 2018, Đức đã bắt hơn 38.000 người nhập cư lậu, trong đó chủ yếu là bằng đường bộ và đi qua biên giới của Cộng hòa Séc.